Xin chào mọi người, chào mừng đã đến với Là Mẹ Pinoc. Mang thai đây là một hạnh phúc rất lớn đối với mỗi người phụ nữ. Tuy nhiên, không phải việc mang thai nào cũng diễn ra thuận lợi đối với tất cả các chị em. Một số trường hợp xuất hiện hiện tượng mang thai ngoài tử cung. Hầu hết những trường hợp này đều không giữ được con, gây sảy thai. Nếu không phát hiện sớm kịp thời thì còn dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Vậy đâu là dấu hiệu nhận biết sớm, nguyên nhân chữa trị ra sao? Mọi người hãy nhấn đăng ký kênh và chúng ta hãy theo dõi hết những chia sẻ nhé. Trường ngoài dạ con, thai ngoài tử cung, đây là trường hợp không mong muốn của bất cứ cặp đôi nào. Đúng như tên gọi của nó, đây là tình trạng thai không làm tổ trong buồng tử cung mà lại nằm ở bên ngoài, thường gặp nhất là ở vòi trứng, tiếp đến là ở buồng trứng, ổ bụng hay là ở cổ tử cung. Những nơi này thì không đủ không gian cũng như là không thể cung cấp nhiều dinh dưỡng, đủ dinh dưỡng cho thai nhi phát triển được. Mà thai ngoài tử cung cũng không được buồng tử cung bảo vệ nữa. Túi thai vỡ thì sẽ dẫn đến hiện tượng chảy máu ồ ạt gây nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ. Phần lớn những ca có thai ngoài tử cung thì sẽ xảy ra ở tuần thứ 4 đến tuần thứ 10 của thai kỳ và cần được phát hiện sớm. Triệu chứng của ban đầu của những hiện tượng này có thể không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn đối cho với các chị em chúng ta như là việc chậm kinh hay là thường nghĩ là do kinh nguyệt hoặc là bị đau bụng dưới. Sau đây là một số dấu hiệu chứng tỏ là thai ngoài tử cung chị em chúng ta cần biết nhé. Thứ nhất đó là việc chảy máu âm đạo một cách bất thường hoặc là khác xa với hiện tượng với kỳ kinh nguyệt của mình. Máu da sẽ kéo dài, màu đỏ thẫm. Chúng ta cũng cần phân biệt với cả máu báo thai nhé. Máu báo thai thì sẽ chảy nhỏ giọt, ít, chỉ trong 1 đến 2 ngày thôi, máu màu đỏ tươi. Còn máu này sẽ màu đỏ thẫm và nhiều và diễn ra trong thời gian dài hơn. Tiếp theo các chị em chúng ta sẽ thấy xuất hiện những cơn đau bụng ngày càng mạnh và nhiều hơn. Đau tại vị trí thai làm tổ, đau bụng dưới, kéo dài âm ỉ khó chịu, đôi lúc thì sẽ dữ dội hơn và kèm theo chảy máu âm đạo. Khác với việc đau bụng dâm gian, không có chảy máu khi phụ nữ mang thai bình thường nhé. Trường hợp nếu mà túi thai bị vỡ sớm, khi bạn chưa phát hiện ra thì sẽ xảy ra những hiện tượng là đau quặn bụng, quặn thắt bụng dữ dội, đau nhức vai, toát mồ hôi. Các mẹ có thể bị hoa mắt, chóng mặt, khó thở, thậm chí là bị ngất xỉu. Vì thế, khi thấy những dấu hiệu bất thường này, các bạn chúng ta không nên chủ quan và cần đến bệnh viện để thăm khám, chẩn đoán ngay. Nếu để lâu thì thai nó sẽ lớn dần, túi thai vỡ sẽ khiến máu tràn ổ bụng và có thể gây ra bị vô sinh, là nguy hiểm đến tính mạng của người phụ nữ. Nguyên nhân thì có thể là do việc viêm nhiễm vòi trứng hay là viêm vùng trậu hay là hoặc là do bị dị tật ống dẫn trứng, hẹp ống dẫn trứng. Những phụ nữ mà bị u lăng buồng trứng hay là đã từng nạo phá thai nhiều lần, những phụ nữ mà đã từng bị mang thai ngoài cổ tử cung hoặc có các bệnh lý liên quan đến vòi tử cung thì có nguy cơ bị cao hơn những người bình thường khác. Và nếu các bạn ở trong trường hợp này thì chúng ta cần sớm thông báo cho bác sĩ trước khi chúng ta có ý định mang thai, và khi thấy những dấu hiệu bất thường thì cũng cần đi siêu âm và thăm khám ngay nhé. Và các biện pháp phòng ngừa cho các chị em khác đó chính là chúng ta cần giữ vệ sinh vùng kín đúng cách để tránh bị viêm nhiễm phụ khoa, sinh hoạt tình dục một cách lành mạnh, an toàn, tránh việc nạo phá thai hay là việc sử dụng các loại thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ rất là nguy hiểm, không tốt. Chúng ta cũng không được hút thuốc lá hay là sử dụng các loại chất kích thích, rượu bia. Như mình đã chia sẻ thì việc chữa ngoài dạ con đây là một trong những biến chứng thai kỳ rất là nguy hiểm. Bạn chỉ nhận biết được nó thông qua những dấu hiệu bất thường và đi siêu âm. Sau tuần thai thứ 5 thì chúng ta mới phát hiện ra được. Và nhiều chị em thắc mắc rằng việc chúng ta sử dụng que thử thai có biết hay là có phát hiện ra thai ngoài tử cung hay không? Thì thực ra là việc chúng ta dùng que thử thai chỉ kiểm tra được cho chúng ta biết được là có thai hay là không. Việc mang thai ngoài tử cung thì vẫn là mang thai và trong nước tiểu vẫn chứa các hormone thai kỳ nên que thử vẫn hiện hai vạch như bình thường. Vậy ngay sau khi các bạn biết mình có thai, chúng ta cần đến bệnh viện
phòng khám để siêu âm kiểm tra xem thai đã vào tử cung hay là chưa, để chúng ta phòng tránh hiện tượng không mong muốn này. Trường hợp nếu chúng ta bị mang thai ngoài tử cung và mà không thể điều trị theo hướng đẩy thai vào bên trong tử cung được, hay là chúng ta cũng không thể di chuyển thai được, chỉ có thể sử dụng là hoặc là thuốc hoặc là dùng phẫu thuật để điều trị thôi. Nếu được phát hiện sớm khi thai chưa vỡ thì kích thước thai cũng còn rất là nhỏ, bác sĩ sẽ chỉ định tiêm thuốc và giúp tiêu thai. Còn nếu thai lớn hơn 3cm thì cần được phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ nhé. Việc giữ thai trong trường hợp thai ngoài tử cung rất là khó, nguy hiểm cho cả mẹ và em bé. Vì vậy các mẹ chúng ta không may bị thai ngoài tử cung thì cần theo dõi và làm theo chỉ định của bác sĩ nhé. Chúc các mẹ luôn khỏe mạnh. Hy vọng mọi người sẽ thích video của mình, nhấn đăng ký kênh. Nếu còn bất cứ điều gì thắc mắc thì có thể để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Hẹn gặp mọi người trong những chia sẻ tiếp theo trên Là Mẹ Vlog.